Chào mừng các em quay trở lại với chương trình ôn thi môn toán được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Trong buổi học trước, chúng ta đã ôn tập lại hai nội dung của lớp 11, đó là nội dung về tổ hợp và xác suất. Trong buổi học ngày hôm nay, thầy giáo tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập hai nội dung của chương trình lớp 11, đó là nội dung về cấp số cộng, cấp số nhân và góc trong không gian. Bài học ngày hôm nay gồm có hai nội dung. Một là chúng ta ôn tập về cấp số cộng, cấp số nhân. Hai là chúng ta ôn tập về góc trong không gian. Các em lưu ý, trong bài học ngày hôm nay thì các câu hỏi được trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia các năm thì đều được lấy từ mã đề 101. Sau đây chúng ta đi vào nội dung của phần thứ nhất về cấp số cộng và cấp số nhân. Ở nội dung này thì các em lưu ý chúng ta sẽ ôn tập 4 vấn đề, đó là định nghĩa cấp số cộng, cấp số nhân. Thứ hai là công thức của số hạng tổng quát của cấp số cộng, cấp số nhân. Thứ ba là tính chất của cấp số cộng, cấp số nhân. Và cuối cùng là chúng ta ôn tập về tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng hoặc là cấp số nhân. Sau đây chúng ta sẽ ôn tập về cấp số cộng. Về cấp số cộng thì các em ghi nhớ định nghĩa cấp số cộng như sau. Cấp số cộng là một dãy số hữu hạn hoặc vô hạn, mà trong đó kể từ số hạng thứ hai trở đi, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó, cộng với một số không đổi D. Và số D thì được gọi là công sai của cấp số cộng. Dãy số UN là cấp số cộng khi và chỉ khi UN cộng 1 bằng UN cộng D, với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Đấy, các em ghi nhớ định nghĩa về cấp số cộng. Ví dụ, dãy số 1, 3, 5, 7, 9 theo thứ tự là một cấp số cộng và có công sai bằng 2. Thì đây là cấp số cộng có 5 phần tử. Dựa vào định nghĩa cấp số cộng thì các em có thể dễ dàng giải quyết được câu 1 là câu 5 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 như sau. Cho cấp số cộng UN có U1 bằng 3 và U2 bằng 9, công sai của cấp số cộng đã cho bằng các phương án A âm 6, B 3, C 12 và D 6. Ở đây, dựa vào định nghĩa cấp số cộng thì chúng ta sẽ có ngay công sai D của cấp số cộng sẽ bằng U2 trừ U1 và thay số D sẽ bằng 6. Như vậy trong câu hỏi này, đáp án là đáp án D. Đây là câu hỏi mức độ nhận biết, các em chỉ cần nhớ được định nghĩa của cấp số cộng là các em xác định được ngay công sai của cấp số cộng đã cho. Về số hạng tổng quát của cấp số cộng, với cấp số cộng UN có số hạng đầu là U1 và công sai D, thì chúng ta sẽ có công thức để tính số hạng tổng quát. UN sẽ bằng U1 cộng với N trừ 1 nhân D, với mọi N lớn hơn hoặc bằng 2. Chúng ta xét câu hỏi thứ hai. Đây là câu 13 trong đề thi tham khảo năm 2019. Cho cấp số cộng UN có số hạng đầu U1 bằng 2 và công sai D bằng 5. Giá trị của U4 bằng phương án A 22, B 17, C 12 và D 250. Thì công thức để tính số hạng tổng quát của cấp số cộng như các em đã thấy ở trên là UN bằng U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Như vậy, trong câu hỏi này chúng ta đã biết U1 bằng 2 và công sai D bằng 5. Do đó, chúng ta sẽ có ngay U4 sẽ bằng U1 cộng với 3D. Thay số sẽ bằng 17. Như vậy, trong câu hỏi này, đáp án là B. Tính chất của cấp số cộng thì các em lưu ý thì trong một cấp số cộng thì kể từ số hạng thứ hai trở đi trừ số hạng cuối nếu là cấp số cộng hữu hạn, thì mỗi số hạng thì đều bằng trung bình cộng của hai số hạng kể nó. Tức là chúng ta sẽ có UK sẽ bằng UK trừ 1 cộng với UK cộng 1 chia 2, với mọi K lớn hơn hoặc bằng 2. Về tổng N số hạng đầu tiên của một cấp số cộng, cho cấp số cộng UN có số hạng đầu U1 và công sai D, ta ký hiệu SN
bằng U1 cộng U2 cộng vân vân cộng đến UN là tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng. Thì bằng quy nạp chúng ta chứng minh được kết quả SN bằng n trên 2 nhân với U1 cộng với UN. Nếu chúng ta thay UN bằng U1 cộng với n trừ 1 nhân d thì chúng ta còn có thể có công thức tính SN bằng n trên 2 nhân với 2U1 cộng với n trừ 1 nhân d. Chúng ta xét câu hỏi số 3 như sau. Cho cấp số cộng UN có U1 bằng trừ 1, U6 bằng 9. Tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho bằng các phương án A 22, B 17, C 48 và D 32. Để tính được tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng thì chúng ta phải biết hai yếu tố, hoặc là biết U1 và UN, hoặc là biết U1 và D. Trong câu hỏi này thì chúng ta đã biết U1 và U6. Do đó, để tính tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số cộng thì chúng ta sẽ xác định công sai D của cấp số cộng. Và cụ thể thì chúng ta sẽ thấy U6 thì bằng U1 cộng với 5D. Do đó, công sai D sẽ bằng U6 trừ U1 trên 5. Thay số thì chúng ta sẽ được D bằng 2. Vì vậy, tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho sẽ bằng S8 bằng 8 chia 2 nhân với mở ngoặc 2U1 cộng 7D đóng ngoặc. Thay số U1 bằng âm 1 và D bằng 2 thì chúng ta sẽ được S8 bằng 48. Như vậy, trong câu hỏi này, đáp án là C. Đây là câu hỏi ở mức độ thông hiểu. Các em phải tính được công sai của cấp số cộng, sau đó chúng ta mới tính được tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. Về cấp số cộng thì các em cần ghi nhớ cho thầy giáo 4 nội dung kiến thức. Một là định nghĩa. Dãy số UN là cấp số cộng khi và chỉ khi UN cộng 1 bằng UN cộng với D với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Thứ hai là số hạng tổng quát của cấp số cộng. UN sẽ bằng U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Tính chất của cấp số cộng là UK sẽ bằng UK trừ 1 cộng với UK cộng 1 chia 2. Và cuối cùng là công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng. Sau đây, chúng ta chuyển sang phần thứ hai là về cấp số nhân. Thì các em ghi nhớ định nghĩa cấp số nhân như sau. Cấp số nhân là một dãy số hữu hạn hoặc vô hạn. Trong đó, kể từ số hạng thứ hai trở đi, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó nhân với một số không đổi q. Và số q thì được gọi là công bội của cấp số nhân. Dãy số UN là một cấp số nhân khi và chỉ khi UN cộng 1 thì bằng UN nhân với q với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Đấy, các em ghi nhớ định nghĩa về cấp số nhân và phân biệt được định nghĩa cấp số cộng và cấp số nhân. Ví dụ, dãy số 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 theo thứ tự là một cấp số nhân có công bội bằng 3. Vì kể từ số hạng thứ hai trở đi, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó nhân với một số không đổi là 3. Và các em thấy trong ví dụ này thì đây là cấp số nhân có hữu hạn phân tử và cụ thể là cấp số nhân có 5 phân tử. Dựa vào định nghĩa cấp số nhân, chúng ta dễ dàng giải quyết được câu số 1 là câu 2 trong đề thi tham khảo năm 2020 như sau. Cho cấp số nhân UN với U1 bằng 2 và U2 bằng 6, công bội của cấp số nhân đã cho bằng các phương án A 3, B âm 4, C 4 và D 1 phần 3. Chúng ta thấy U2 thì bằng U1 nhân với Q. Do đó, công bội Q của cấp số nhân đã cho sẽ bằng U2 trên U1. Thay số chúng ta sẽ được Q bằng 3. Nên trong câu hỏi này, đáp án là A. Và đây cũng là câu hỏi ở mức độ nhận biết. Các em chỉ cần nhớ được định nghĩa cấp số nhân
là sẽ tìm được ngay công bội của cấp số nhân khi đã cho U1 và U2. Số hạng tổng quát của cấp số nhân. Cho cấp số nhân UN có số hạng đầu U1 và công bội Q, thì bằng phương pháp quy nạp toán học, chúng ta chứng minh được công thức của số hạng tổng quát. UN sẽ bằng U1 nhân với Q mũ N trừ 1, với mọi N lớn hơn hoặc bằng 2. Chúng ta xét câu hỏi thứ hai như sau. Cho cấp số nhân UN có U1 bằng 3 và công bội Q bằng âm 2, giá trị của U4 bằng phương án A, âm 3, B, 3, C, âm 24 và D, 24. Dựa vào công thức tính số hạng tổng quát của cấp số nhân, chúng ta sẽ có ngay U4 sẽ bằng U1 nhân Q mũ 3. Chúng ta thay U1 bằng 3 và công bội Q bằng âm 2 sẽ được U4 bằng âm 24. Nên trong câu hỏi này, đáp án là C. Trong câu hỏi này thì các em cũng có thể làm bằng cách từ U1 và Q các em tính U2, U3 và U4. Nhưng rõ ràng việc tính toán như vậy sẽ lâu hơn so với việc các em áp dụng trực tiếp công thức tính số hạng tổng quát của cấp số nhân. Về tính chất của cấp số nhân, thì trong một cấp số nhân, kể từ số hạng thứ hai trở đi, trừ số hạng cuối, nếu là cấp số nhân hữu hạn, bình phương mỗi số hạng thì đều bằng tích của hai số hạng đứng kề nó. Tức là chúng ta sẽ có UK bình phương sẽ bằng UK trừ 1 nhân với UK cộng 1 với mọi K lớn hơn hoặc bằng 2. Tương tự như cấp số cộng thì chúng ta cũng xây dựng được công thức tính tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân. Với cấp số nhân UN có số hạng đầu U1 và công bội Q thì tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân SN bằng U1 cộng U2 vân vân cộng UN sẽ bằng 1 trừ Q mũ N chia cho 1 trừ Q nhân với U1 nếu Q khác 1. Còn trong trường hợp Q bằng 1 thì tất cả các số hạng của cấp số nhân đều bằng U1. Do đó SN sẽ bằng N lần U1 trong trường hợp Q bằng 1. Đấy, các em ghi nhớ công thức để tính tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân. Như vậy, để tính được tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân thì các em cần phải biết công bội Q của cấp số nhân và số hạng đầu U1 của cấp số nhân đó. Chúng ta xét câu hỏi số 3 như sau. Cho cấp số nhân UN có U1 bằng 2 và U4 bằng 54. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho bằng các phương án. Phương án A 485, phương án B 484, phương án C 121 và phương án D 242. Trong câu hỏi này, muốn tính được tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân thì các em cần biết hai yếu tố. Thứ nhất là U1, thì đề bài đã cho sẵn U1 bằng 2. Thứ hai là công bội Q của cấp số nhân. Thì chúng ta sẽ xác định công bội Q của cấp số nhân dựa vào giả thiết U1 bằng 2 và U4 bằng 54. Cụ thể như sau. Do U4 thì bằng U1 nhân Q mũ 3, nên chúng ta sẽ rút ra được Q mũ 3 bằng U4 chia U1, thay số sẽ bằng 27. Vì vậy, chúng ta sẽ có Q bằng 3. Tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho là S5 bằng 1 trừ Q mũ 5 chia cho 1 trừ Q, tất cả nhân với U1. Chúng ta thay số với Q bằng 3 và U1 bằng 2 thì sẽ được S5 bằng 242. Như vậy, trong câu hỏi này, đáp án là D. Tương tự như cấp số cộng, thì các em ghi nhớ các kiến thức về cấp số nhân gồm có 4 nội dung. Thứ nhất là định nghĩa cấp số nhân. Thứ hai là công thức tính số hạng tổng quát. Thứ ba là tính chất của cấp số nhân. Và thứ tư là công thức tính tổng N số hạng đầu tiên của cấp số nhân. Nội dung về góc trong không gian thì chúng ta sẽ xét 3 vấn đề. Cái thứ nhất là định nghĩa và cách xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Vấn đề thứ hai
là định nghĩa và cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Và vấn đề thứ ba là định nghĩa và cách xác định góc giữa hai mặt phẳng trong không gian. Sau đây, chúng ta đi vào vấn đề thứ nhất là về góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Ở phần này thì các em cần ghi nhớ định nghĩa góc giữa hai đường thẳng trong không gian như sau. Góc giữa hai đường thẳng A và B trong không gian là góc giữa hai đường thẳng A phẩy B phẩy cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với đường thẳng A và đường thẳng B. Đấy, như trên hình vẽ các em thấy, với hai đường thẳng A và B bất kỳ trong không gian, thì từ một điểm O chúng ta vẽ đường thẳng A phẩy song song với đường thẳng A và đường thẳng B phẩy song song với đường thẳng B. Khi đó, góc giữa đường thẳng A và đường thẳng B thì chính là góc giữa đường thẳng A phẩy và B phẩy. Các em chú ý trong việc xác định và tính toán góc giữa hai đường thẳng trong không gian như sau. Nếu gọi phi là góc giữa hai đường thẳng A và B trong không gian, thì khi đó chúng ta sẽ có phi lớn hơn hoặc bằng 0 độ và nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ. Cốt phi sẽ bằng giá trị tuyệt đối của cốt của góc giữa hai vector, vector UA và vector UB. Trong đó vector UA, vector UB lần lượt là các vector chỉ phương của đường thẳng A và đường thẳng B. Chú ý thứ hai là để xác định góc giữa hai đường thẳng A và B trong không gian thì ta có thể lấy một điểm O thuộc đường thẳng A hoặc đường thẳng B rồi vẽ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng còn lại. Chúng ta sẽ xét ví dụ về tính góc giữa hai đường thẳng như sau. Đây là câu 28 trong đề thi tham khảo năm 2018. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA bằng OB bằng OC bằng A. Gọi M là trung điểm của BC. Góc giữa OM và AB bằng A 90 độ, B 30 độ, C 45 độ và D là 60 độ. Để tính góc giữa hai đường thẳng OM và AB thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Gọi N là trung điểm của AC. Khi đó, đường thẳng MN là đường trung bình của tam giác ABC do MN lần lượt là trung điểm của CB và CA. Nên MN sẽ song song với AB. Do đó, góc giữa đường thẳng OM và AB thì bằng góc giữa đường thẳng OM và MN và sẽ bằng góc OMN nếu góc OMN nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ và bằng 180 độ trừ đi góc OMN nếu góc OMN lớn hơn 90 độ. Như vậy, để tính được góc giữa đường thẳng OM và AB thì chúng ta sẽ đi tính góc OMN. Chúng ta thấy trong tam giác vuông OBC thì sẽ có OM bằng 1/2 BC. Trong tam giác vuông OAC thì sẽ có ON bằng 1/2 AC. Và trong tam giác ABC thì sẽ có MN bằng 1/2 AB. Nhưng vì OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và có độ dài cùng bằng A, nên AB bằng BC bằng CA. Từ đó chúng ta rút ra được OM bằng MN bằng NO và bằng A căn 2 trên 2. Nên tam giác OMN là tam giác đều. Vì vậy, góc OMN bằng 60 độ. Vậy, góc giữa đường thẳng OM và AB bằng góc giữa đường thẳng OM và MN và bằng 60 độ. Đáp án là D. Trong cách làm trên, là chúng ta đã dựng góc giữa hai đường thẳng dựa vào định nghĩa. Ngoài việc sử dụng định nghĩa và kẻ các đường thẳng song song để xác định góc giữa đường thẳng OM và đường thẳng AB, thì chúng ta còn có thể tính góc giữa đường thẳng OM và AB trực tiếp như sau. Chúng ta sẽ có cốt của góc giữa đường thẳng OM và AB
thì bằng giá trị tuyệt đối của cốt của góc giữa vectơ OM và vectơ AB, và sẽ bằng giá trị tuyệt đối của tích vô hướng của vectơ OM và vectơ AB chia cho tích của OM nhân với AB. Chúng ta đã có độ dài đoạn thẳng OM thì bằng 1/2 BC và bằng A căn 2 trên 2. Còn AB thì bằng căn bậc 2 của OA bình cộng OB bình và bằng A căn 2. Như vậy, để tính được cốt của góc giữa đường thẳng OM và AB thì chúng ta cần tính được tích vô hướng của vector OM và vector AB. Trong bài toán này thì các em lưu ý giả thiết OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA bằng OB bằng OC bằng A. Nên để tính tích vô hướng của vector OM và vector AB thì chúng ta sẽ phân tích các vector này thông qua các vector OA, vector OB và vector OC. Cụ thể, sử dụng công thức trung tuyến, chúng ta sẽ có vector OM bằng 1/2 vector OB cộng vector OC. Vector AB thì bằng vector OB trừ vector OA. Do đó, tích vô hướng của vector OM và vector AB sẽ bằng 1/2 vector OB cộng vector OC nhân vô hướng với vector OB trừ vector OA. Khai triển biểu thức này, chúng ta sẽ được tích vô hướng của vector OM và vector AB sẽ bằng 1/2 tất cả nhân với vector OB bình phương trừ vector OB vô hướng vector OA cộng vector OC vô hướng vector OB trừ vector OC vô hướng vector OA và bằng 1/2 OB bình phương và bằng A bình phương trên 2. Thì ở đây các em nhớ OA, OB, OC đôi một vuông góc, nên tích vô hướng của vector OA và vector OB bằng 0. Tích vô hướng của vector OC và vector OB bằng 0. Và tích vô hướng của vector OC và vector OA cũng bằng 0. Bình phương vô hướng của vector OB thì bằng bình phương độ dài đoạn thẳng OB. Vậy, chúng ta sẽ có cốt của góc giữa đường thẳng OM và AB sẽ bằng 1/2. Nên góc giữa đường thẳng OM và AB bằng 60 độ. Như vậy, ngoài việc chúng ta xác định góc giữa hai đường thẳng dựa vào định nghĩa bằng cách kẻ thêm các đường thẳng song song, thì các em có thể tính góc giữa hai đường thẳng bằng cách tính cốt của góc giữa hai đường thẳng thông qua các vectơ chỉ phương của các đường thẳng đó và sử dụng tích vô hướng. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Thì các em cần ghi nhớ định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian như sau. Trong không gian cho đường thẳng D và mặt phẳng P. Trường hợp đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P thì ta nói góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P bằng 90 độ. Còn trường hợp đường thẳng D không vuông góc với mặt phẳng P thì góc giữa đường thẳng D và hình chiếu D' của nó trên mặt phẳng P thì được gọi là góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P. Như vậy, góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P thì chính là góc giữa đường thẳng D và hình chiếu vuông góc của đường thẳng D trên mặt phẳng P. Dựa vào định nghĩa trên, suy ra cách xác định góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P trong trường hợp đường thẳng D cắt và không vuông góc với mặt phẳng P như sau. Bước 1, chúng ta xác định điểm M là giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Bước 2, trên đường thẳng D, chúng ta lấy một điểm A khác điểm M. Tìm điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng P. Tức là H là điểm thuộc mặt phẳng P và AH vuông góc với mặt phẳng P. Khi đó, đường thẳng D chính là đường thẳng AM. Còn hình chiếu vuông góc của đường thẳng D trên mặt phẳng P chính là đường thẳng MH. Nên, góc giữa đường thẳng D
và mặt bằng P là góc giữa đường thẳng MA và đường thẳng MH và bằng góc AMH. Các em cần ghi nhớ cái cách xác định góc giữa đường thẳng D và mặt bằng P trong trường hợp đường thẳng D cắt và không vuông góc với mặt bằng P. Chúng ta sẽ xét một số ví dụ như sau. Ví dụ 1. Đây là câu 17 trong đề thi tham khảo năm 2020. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng A căn 3. SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA bằng A căn 2. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD bằng. Chúng ta có các phương án A 45 độ, B 30 độ, C 60 độ và D 90 độ. Trong ví dụ này thì yêu cầu xác định góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy ABCD. Chúng ta sẽ thực hiện dựng góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng ta đi tìm giao điểm của đường thẳng SC với mặt phẳng ABCD thì chính là điểm C. Chúng ta lấy điểm S nằm trên đường thẳng SC thì hình chiếu vuông góc của điểm S trên mặt phẳng ABCD là điểm A vì SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Do đó, hình chiếu của đường thẳng SC trên mặt phẳng ABCD chính là đường thẳng AC. Nên góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD là góc giữa đường thẳng SC và đường thẳng AC và là góc SCA. Chúng ta sẽ tính góc SCA dựa vào tam giác vuông SAC như sau. Trong hình vuông ABCD, chúng ta sẽ có AC sẽ bằng AB nhân với căn 2 và bằng A căn 6. Trong tam giác SAC, chúng ta sẽ có tang của góc SCA sẽ bằng SA chia cho AC và bằng 1 phần căn 3. Nên góc SCA bằng 30 độ. Do đó, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD bằng 30 độ. Nên chúng ta chọn đáp án B. Chúng ta chuyển sang ví dụ 2 như sau. Ví dụ 2, đây là câu 25 trong đề thi tham khảo năm 2018. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có tất cả các cạnh bằng A. Gọi M là trung điểm của SD. Tham khảo hình vẽ bên. Tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng ABCD bằng A căn 2 trên 2, B căn 3 trên 3, C 2 phần 3 và D 1 phần 3. Để xác định góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng ABCD thì chúng ta cần xác định giao điểm của đường thẳng BM và mặt phẳng ABCD thì trong trường hợp này là điểm B. Trên đường thẳng BM, chúng ta lấy một điểm và xác định hình chiếu vuông góc của điểm đó trên mặt phẳng ABCD. Từ đó sẽ xác định được góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng ABCD. Dựa vào cách dựng góc như trên thì chúng ta tính tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng ABCD. Cụ thể, trong bài toán này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Theo gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD của hình vuông ABCD. Và N là giao điểm của đường thẳng SO và đường thẳng BM. Hai đường thẳng SO và BM cắt nhau vì cùng thuộc mặt phẳng SBD. Do SABCD là hình chóp tứ giác đều nên SO vuông góc với mặt phẳng ABCD hay NO vuông góc với mặt phẳng ABCD. Như vậy, hình chiếu của điểm N trên mặt phẳng ABCD là điểm O. Do BM giao với mặt phẳng ABCD tại điểm B và hình chiếu của điểm N trên mặt phẳng ABCD là điểm O. Với N thuộc đường thẳng BM nên góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng ABCD là góc NBO.
chúng ta sẽ tính toán các cạnh trong tam giác NBO. Chúng ta có OB thì bằng 1 phần 2 BD và bằng A căn 2 trên 2. Do đó, SO sẽ bằng căn bậc 2 của SB bình trừ BO bình và bằng A căn 2 trên 2. Vì SO, BM là hai đường trung tuyến trong tam giác SBD cắt nhau tại điểm N, nên N sẽ là trọng tâm của tam giác SBD. Do đó, chúng ta sẽ có ON bằng 1 phần 3 SO và bằng A căn 2 trên 6. Trong tam giác NBO, tang của góc NBO sẽ bằng ON chia OB. Thay số sẽ bằng A căn 2 trên 6 chia cho A căn 2 trên 2 và bằng 1 phần 3. Nên trong ví dụ này, đáp án là D. Thì các em lưu ý, trong ví dụ này thì chúng ta lấy điểm N thuộc đường thẳng BM và tìm hình chiếu của điểm N trên mặt phẳng ABCD. Các em cũng có thể tính góc giữa đường thẳng BM với mặt phẳng ABCD bằng cách tìm hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng ABCD. Thì hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng ABCD trong trường hợp này chính là trung điểm của đoạn thẳng OD. Chúng ta chuyển sang phần thứ 3 là về góc giữa hai mặt phẳng trong không gian. Ở phần này thì các em nhớ định nghĩa góc giữa hai mặt phẳng trong không gian như sau. Trong không gian, góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta là góc giữa hai đường thẳng A và B lần lượt vuông góc với mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta. Các em quan sát trên hình vẽ. Góc giữa mặt phẳng alpha và beta chính là góc giữa hai đường thẳng A và đường thẳng B. Trong đó, A là đường thẳng vuông góc với alpha và B là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng beta. Dựa vào định nghĩa góc giữa hai đường thẳng trong không gian thì chúng ta có thể xác định được góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau như sau. Góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta cắt nhau còn là góc giữa đường thẳng A và đường thẳng B lần lượt thuộc hai mặt phẳng alpha và beta và cùng vuông góc với giao tuyến delta của mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta. Hoặc các em có thể xác định góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta cắt nhau bằng cách xác định giao tuyến delta của hai mặt phẳng alpha và beta. Dựng một mặt phẳng R vuông góc với giao tuyến delta. Tìm giao tuyến của mặt phẳng R với các mặt phẳng alpha và beta. Thì khi đó, góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta thì chính là góc giữa hai giao tuyến vừa tìm được. Như vậy, chúng ta có thể có hai cách để tính góc giữa hai mặt phẳng. Cách thứ nhất là chúng ta dựa vào định nghĩa, xác định hai đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng đó và tính góc giữa hai đường thẳng này. Hoặc là chúng ta dựng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng và xác định giao tuyến của mặt phẳng đó với từng mặt phẳng đã cho, rồi xác định góc giữa hai đường giao tuyến. Chúng ta sẽ xét một số ví dụ như sau. Ví dụ 1. Cho hình lập phương ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Góc giữa hai mặt phẳng A phẩy BC và A phẩy CD bằng A 30 độ, B 45 độ, C 60 độ và D 90 độ. Trong bài toán này, thầy sẽ hướng dẫn các em hai cách để xác định góc giữa hai mặt phẳng A'BC và A'CD. Cách thứ nhất là dùng định nghĩa và cách thứ hai là chúng ta xác định góc dựa vào việc dựng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng này. Cách thứ nhất, chúng ta sử dụng định nghĩa. Các em quan sát. Trong hình vuông AB, B', A' thì chúng ta sẽ có AB' vuông góc với A phẩy B. Vì đường thẳng BC
vuông góc với mặt phẳng AB, B phẩy, A phẩy, nên AB phẩy vuông góc với BC. Từ hai dữ kiện này thì chúng ta sẽ suy ra đường thẳng AB phẩy vuông góc với mặt phẳng A phẩy, BC. Bằng cách chứng minh tương tự, chúng ta cũng có đường thẳng AD phẩy vuông góc với mặt phẳng A phẩy, CD. Như vậy, đường thẳng AB phẩy và đường thẳng AD phẩy lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng A phẩy, BC và mặt phẳng A phẩy, CD. Nên góc giữa hai mặt phẳng này thì bằng góc giữa hai đường thẳng AB phẩy và AD phẩy. Các em dễ dàng nhận thấy tam giác AB phẩy D phẩy là tam giác đều. Vì AB phẩy bằng AD phẩy bằng B phẩy D phẩy bằng A căn 2 với A là cạnh của hình lập phương. Do đó, góc B phẩy AD phẩy bằng 60 độ. Vậy, góc giữa mặt phẳng A phẩy BC và mặt phẳng A phẩy CD bằng 60 độ. Nên trong ví dụ này, đáp án là C. Không phải bài toán nào chúng ta cũng có thể xác định được hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng cần tính góc. Thì trong trường hợp đó, thì chúng ta sẽ xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng cách dựng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng này để xác định góc. Chúng ta chuyển sang cách thứ hai như sau. Giao tuyến của mặt phẳng A'BC và mặt phẳng A'CD là đường thẳng A'C. Theo gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm B trên đường thẳng A'C, tức là chúng ta có BH vuông góc với A'C. Vì BD vuông góc với mặt phẳng AC, C'A'. Do BD vuông góc với AC và BD vuông góc với AA phẩy, nên chúng ta sẽ suy ra được BD vuông góc với A phẩy C. Từ hai dữ kiện BH vuông góc với A phẩy C và BD vuông góc với A phẩy C thì chúng ta sẽ suy ra được A phẩy C vuông góc với mặt phẳng HBD. Như vậy, chúng ta đã dựng được mặt phẳng vuông góc với giao tuyến A phẩy C và mặt phẳng này lần lượt cắt mặt phẳng A'BC và A'CD theo hai giao tuyến là các đường thẳng HB và HD. Nên góc giữa mặt phẳng A'BC và mặt phẳng A'CD thì chính là góc giữa đường thẳng HB và HD. Bây giờ chúng ta đi tính góc giữa hai đường thẳng HB và HD. Chúng ta tính được BD bằng A căn 2, HB và HD bằng A căn 6 trên 3. Chúng ta tính được dựa vào tam giác vuông A'BC và A'DC. Áp dụng định lý cosin trong tam giác HBD, chúng ta sẽ có cos của góc BHD thì bằng HB bình cộng với HD bình trừ BD bình phương. Tất cả chia cho 2 lần tích của HB nhân HD và bằng âm 1/2. Do đó, góc BHD bằng 120 độ. Từ đó suy ra, alpha là góc giữa hai mặt phẳng A'BC và mặt phẳng A'CD sẽ bằng 180 độ trừ đi góc BHD và bằng 60 độ. Qua ví dụ này, thầy giáo muốn nhấn mạnh với các em là tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian thì các em có thể sử dụng định nghĩa hoặc các em có thể sử dụng cách dựng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng này để xác định góc. Chúng ta chuyển sang ví dụ thứ hai như sau. Ví dụ 2, đây là câu 30 trong đề thi tham khảo năm 2019. Cho hình lập phương ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Góc giữa hai mặt phẳng A phẩy B phẩy CD và mặt phẳng AB C phẩy D phẩy bằng A 30 độ, B 60 độ, C 45 độ,
và D 90 độ. Quan sát với hình lập phương ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy thì hai mặt phẳng AB, C phẩy, D phẩy và mặt phẳng A phẩy, B phẩy, CD như trên hình vẽ. Các em sẽ thấy là AD phẩy vuông góc với A phẩy D vì AD, D phẩy, A phẩy là hình vuông. Cái thứ hai là AD phẩy vuông góc với A phẩy, B phẩy vì đường thẳng A phẩy B phẩy vuông góc với mặt phẳng AD D phẩy A phẩy. Từ hai kết quả trên, chúng ta suy ra được đường thẳng AD phẩy vuông góc với mặt phẳng A phẩy B phẩy CD. Đường thẳng AD phẩy lại nằm trong mặt phẳng AB C phẩy D phẩy. Nên từ đây chúng ta suy ra được mặt phẳng AB C phẩy D phẩy vuông góc với mặt phẳng A phẩy B phẩy CD. Do đó, góc giữa hai mặt phẳng A phẩy B phẩy CD và mặt phẳng AB C phẩy D phẩy thì bằng 90 độ. Trong ví dụ này thì đáp án là D. Trong buổi học ngày hôm nay thì các em cần ghi nhớ các nội dung như sau. Thứ nhất, các em nắm vững định nghĩa công thức tính số hạng tổng quát, tính chất và tổng n phần tử đầu tiên của một cấp số cộng, cấp số nhân. Biết cách tìm công sai, công bội, số hạng thứ n và tổng của một cấp số cộng, cấp số nhân. Thứ hai, các em biết xác định và tính được góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng trong không gian. Về nhà, các em ôn tập lại các nội dung trên và làm các bài tập tương ứng được chuyển đến các em thông qua các nhà trường hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em sức khỏe, học tập và rèn luyện tốt.